Mình cùng bước vào phần thứ nhất, phần tìm hiểu về so sánh. Hôm nay chúng ta mở rộng phần so sánh gì? Các con cùng theo dõi bài tập số 1 nhé. Yêu cầu của bài số 1 là tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Ta sẽ đến với câu thơ thứ nhất, câu thơ của Bác Hồ Chí Minh. Câu của Bác nói về trẻ nhỏ. Cụ thể câu thơ như thế nào? Con nghe cô đọc nhé. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Trong câu thơ này, Bác đã sử dụng hình ảnh so sánh và sự vật thứ nhất Bác lựa chọn đó là nói về trẻ em. Và lựa chọn từ để so sánh là từ như. Và lựa chọn cụm hình ảnh búp trên cành để so sánh với đám trẻ. Những đứa trẻ mầm non tương lai của đất nước, non nớt cần được chăm sóc, chở che và bảo vệ cũng như những búp trên cành. Với hình ảnh này, Bác đã lựa chọn cách sử dụng hình ảnh con người so sánh với sự vật. Như vậy, ta có cách thứ nhất để so sánh, đấy là so sánh hình ảnh con người với hình ảnh của sự vật. Ngoài cách này, ta còn cách nào khác nữa không? Các con theo dõi nhé.